mắt bồ câu long lanh. Trọng giới thiệu quý khán giả đồ vật keo vật tiếp theo là ở nội dung vật thiếu liên. Như vậy là về với hội vui của phường Đại Phúc, không những là các lão đô này rồi các vận động viên, chúng tôi cũng còn khuyến khích cả các vận động viên, các đô vật ở lứa tuổi thiếu liên. Và trận đấu tiếp theo vui với hội làng năm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu ở lứa tuổi vật thiếu liên đô vật Nguyễn Quang Thiện khu 1 mang đai đỏ gặp đô Nguyễn Quang Hùng ở Quế Võ mang trang phục đai xanh. Xin mời trọng tài Nguyễn Kim Hùng lên điều khiển trận đấu. Đây là keo vật vui đầu xuân để phục vụ quý khán giả. Nội dung vật của trai làng chúng tôi vừa trao đổi với hai đô, tức là vật theo lối vật cổ truyền lấm lưng trắng bụng, cũng bật mí thêm với lại quý khán giả, tức là đô Nguyễn Quang Thiện và đô Nguyễn Quang Hùng là những đô đang được tập huấn tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh. Mời hai đô nghe hiệu lệnh chống xe đạp. Rất đẹp, ba bước lên bãi tổ, ba bước lùi, sang ngang ba bước. Xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay cổ vũ cho hai đô vật của thiếu liên. Rất đúng luật, ba ra ba vào. Trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Cổ truyền của phường Đại Phúc cũng đã có từ rất lâu, mấy năm nay lại khôi phục lại, và các đô vật, nhất là các đô vật thiếu liên di đồng, các đô vật nhí rất là chịu khó đăng ký tham gia tập huấn cũng như là tham gia thi đấu, và hôm nay trở về với lễ hội vật đầu xuân của địa phương. Hai đô vật Quang Thiện của khu 1 và Quang Hùng của Quế Võ cũng đã đăng ký tham gia phục vụ quý khán giả. Thái độ thi đấu tích cực. Đấu xin mời hai đô nghỉ giải lao. Hai đô hiệp hai bắt đầu thi đấu tích cực. Hai
nhỏ tuổi nhưng mà qua trường lớp cho nên rất kinh nghiệm. Nếu ở tư thế này thì cũng khó là có thể. Vâng, không qua ông Nguyễn Bạch tiếp theo, xin mời hai đô đứng dậy thi đấu tư thế đứng. Trận đấu tiếp tục. Công bố kết quả. Về chuyên môn chúng tôi thấy rằng là keo vật rất là hay. Ở hiệp 2, lúc 1 phút 30 giây bằng một miếng sườn, Đô Nguyễn Quang Thiện khu 1 mang trang phục đai đỏ đã thắng tuyệt đối. Xin quý vị khán giả cho một tràng pháo tay. Xin mời hai đô đứng tài xế. Chúng tôi riêng đối với các đô Hiếu Liên, Như Đồng, ban tổ chức sẽ có phần quà đầu xuân. Ủy ban nhân dân phường nên có phần quà đầu xuân cho hai đô. Phong trào vâng, xin chân thành cảm ơn bà Nguyễn. Mời Đô Thiện ở lại cả hai đội. Vâng, xin mời ông nội của cháu Thiện có phần quà cho hai đội. Vâng, cổ vũ cho phong trào vật võ vật của địa phương rất là nhiều cổ sự cổ động viên. Một lần nữa chúng tôi lại xin một tràng pháo tay để cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn ông nội. Bà Miên Cường khu 1 cũng có phần quà cho hai đô. Xin mời bà. Vâng, xin cảm ơn bà. Và đại lý Ga Hiện Lực cũng có phần quà đầu xuân cho hai đô Thiếu Liên, Nghi Đồng. Chúng tôi rất là cảm ơn quý vị, các nhà tài trợ cũng đã nhiệt tình tham gia động viên, dù là một phần quà nho nhỏ đầu xuân, nhưng đây cũng là thể hiện một tinh thần thượng võ. Cảm ơn nhà tài trợ Hiện Lực. Vâng, cảm ơn hai cháu. Mời hai cháu về nghỉ.